Cái giá trị của căn nhà này hiện tại bây giờ là khoảng 45 tỷ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với mọi người một cái vụ việc. Đấy, vụ việc này là vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đấy, với một cái vụ án rất là lớn. Thì vừa rồi văn phòng của tôi vừa mới nhận một cái vụ án của một cái người đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà có một cái giá trị rất là lớn. Thì thì sự việc xảy ra là tại sao mà cái người này lại bị lừa như vậy, thì tôi muốn chia sẻ với mọi người là cái yếu tố lừa đảo rất là tinh vi, rất là siêu lừa đảo đối với cái đối tượng mà lừa đảo trong cái vụ việc này. Thì cái hành vi này được diễn biến như sau, tôi xin chia sẻ với mọi người để mọi người được rõ. Thì trong vai là người đi thuê nhà, là cái ông này ông mới mượn cái sổ đỏ của chủ nhà đấy để đi photo đấy, và sau đó làm thành một cái sổ giả y như sổ thật của cái của ông chủ nhà, và sau đó ông đã thống nhất cái việc giá cả và ký hợp đồng thuê nhà với ông chủ nhà, và sau đó ông này là mượn cái sổ thật của chủ nhà để coi như là cho nhân viên của mình đi thực hiện cái việc nói là cho mượn để đi công chứng cái sổ này để mà coi như làm cái thủ tục coi như là xin giấy phép doanh nghiệp. Và sau khi ông chủ nhà đã cho cái người thuê nhà này mượn sổ bản gốc thì sau đó là cái đối tượng này đã tráo cái sổ thật, cái sổ giả thành sổ thật đấy. Thì như vậy á, là bên chủ nhà không biết và cũng cầm cái sổ giả của mình về coi như là cất, và sau đó đối tượng này lại tiếp tục đi làm một cái giấy chứng minh đó giả mang tên trên cái sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ nhà và gắn hình của mình vào trên cái chứng minh đấy. Và cái việc làm giả cái chứng minh này rất là tinh vi. Nếu trong trường hợp người bình thường không có kinh nghiệm, không có kiến thức về cái việc nhận biết giấy tờ giả thì không thể biết được. Và sau đó cái đối tượng này đã rao bán căn nhà này và đã phối hợp với bên môi giới để dẫn cái người có nhu cầu mua căn nhà này. Và sau đó thì cái ông mà khách hàng của tôi đã tới và làm việc đối với cái đối tượng này, và sau đó thỏa thuận cái việc là mua bán. Thì trong quá trình mua bán với nhau nghĩa là thực hiện cái việc thì bên đối tượng này đã bày ra những cái phương pháp đó để đưa khách hàng của tôi vào vòng coi như là mê hồn trần của người ta, và cuối cùng á, là đặt cọc. Tại vì đối với căn nhà này á, rất là lớn, tại vì nó nằm ở đường 3 tháng 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Cái giá trị của căn nhà này hiện tại bây giờ là khoảng 45 tỷ. Và cái việc đối tượng này rất là tinh vi cho nên là đã gây cái niềm tin, nghĩa là tạo cái niềm tin cho khách hàng của tôi là nói là ông cứ cầm cái sổ đỏ làm tin đấy và đặt cọc cho tôi 5 tỷ đồng và hẹn tuần sau ra công chứng và giao nhà luôn đấy. Thì trên thực tế là đối tượng này với bên môi giới đã có ekip với nhau là ra một cái giá rất hợp lý và có những cái phương pháp không tạo cái niềm tin, cho nên cái khách hàng của tôi là cái người mua căn nhà này đã đồng ý đặt cọc cho phía bên cái đối tượng này là 5 tỷ đồng. Và sau đó khi cầm cái sổ này về đấy, cầm cái sổ bản gốc bản chính mà bản thật luôn đấy về nhà và đặt cọc cho bên đối tượng đó 5 tỷ đồng thì đối tượng đó đã chuồn mất, gọi là biến mất trong đêm đấy. Sáng ra thì khi mà cái khách hàng của tôi tới thì căn nhà đó để kiếm cái đối tượng đó để thực hiện cái việc mà giao dịch mua bán với nhau, ra văn phòng công chứng để công chứng nhưng không tìm ra đối tượng này nữa, đúng không ạ? Điện thoại thì tắt và không có được liên lạc đối với cái người này, và liên lạc qua môi giới thì môi giới cũng cắt liên lạc luôn. Nên trong trường hợp này là khách hàng của tôi có thể là bị mất 5 tỷ đồng đấy. Cho nên trong trường hợp này á, là do không am hiểu về mặt pháp luật, không hiểu về giấy chứng, những cái giấy tờ giả thật như thế nào, đúng không ạ, và ham lời là mua được giá rẻ. Cho nên trong trường hợp này mọi người phải chú ý. Đấy, như khách hàng của tôi đã bị lừa đến 5 tỷ đồng, đấy là một cái tài sản rất lớn. Đấy, cho nên đây gọi là một cái đối tượng gọi là siêu lừa đảo. Đấy, mọi người chú ý như vậy. Và sau đây thì tôi muốn chia sẻ với mọi người những cái phương pháp để nhận biết những giấy tờ giả thật, hoặc là những cái phương pháp để mình làm sao đó để chứng minh được cái người chủ đó có phải là chủ nhà thật hay là không, để thực hiện cái việc đảm bảo cái quyền lợi cho mình khi giao dịch đặt cọc hoặc là chuyển nhượng đối với căn nhà có giá trị như vậy. Thì sau khi tôi ký hợp đồng với khách hàng của tôi thì tôi phải tiến hành những cái thủ tục như sau để thực hiện cái việc tố cáo đối với cái đối tượng lừa đảo này. Thì điều đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ để cho mọi người có thêm cái kinh nghiệm trong trường hợp mình gặp đó, để mình có thể mình có thể triển khai được cái công việc của mình, là điều đầu tiên mình phải gặp cái người chủ nhà mà cho cái đối tượng đó thuê nhà, để mình xác định được đối tượng này là tên tuổi như thế nào đó, địa chỉ ở đâu, số điện thoại như thế nào, đúng không ạ. Tại vì sao, khi mà làm hợp đồng với chủ nhà thì cái đối tượng đó chắc chắn phải có những thông tin về cá nhân của mình để chủ nhà ký hợp đồng với mình, đúng không ạ. Đấy, thì điều đầu tiên mình phải gặp chủ nhà để mình lấy thông tin về cái đối tượng này, và sau đó mình xem thử có những cái thông tin gì quan trọng như thế nào, đúng không ạ. Và mình phải làm đơn trình báo sự việc này lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền là công an nơi sự việc xảy ra. Đấy, và trình báo toàn bộ cái diễn biến sự việc để công an có cách, có những phương pháp để điều tra, xác minh hoặc là truy nã, khởi tố vụ án đối với cái đối tượng này. Đấy, cho nên trong trường hợp này là mọi người phải chú ý, mình phải thực hiện cái việc tố cáo ngay lập tức đó, để xác định được cái việc đối tượng này là có cái hành vi lừa đảo như thế nào. Đó, thì trong quá trình điều tra vụ án này tôi sẽ chia sẻ thêm, tại vì bây giờ là tôi mới vừa nhận cái vụ án này xong và tôi thấy là cái vụ việc này rất là quan trọng với tất cả mọi người, cho nên tôi chia sẻ lên đây để nhằm mục đích giúp cho mọi người có những kiến thức khi mình đặt cọc, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản và nhà gắn liền trên đất.